Rồi, chào mừng mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Đủ Có Độ Tĩnh nhá. Thì mọi người ơi, thì sau quá trình 10 ngày chờ đợi để chờ sơn làm khô thì anh em mình đang cho trà sơn, gọi là trà sơn, trà nước này mọi người ạ. Trà này dây lắp nước và trà nước trên cái bề mặt những cái lớp sơn nam này đi. Đó, tại sao lại phải dùng giấy đáp nước mọi người? Giấy đáp nước thì nó sẽ mịn và nó sẽ không bị phá những cái miếng ốc này mọi người nhé. Thì nó chỉ làm sạch những cái gọi là những cái lớp sơn nan như thế này đi thôi mọi người ạ. Thế này. Đó. Thì mà đây mọi người ơi, khi mà anh em mình những cái lớp sơn nam ra nó sẽ như thế này. Đó, thì đây là chính là cái nguyên liệu ốc đỏ vàng chanh anh em mình làm cho một khách hàng tại Bắc Giang nhé. Quá trình anh em mình giao hàng anh em mình sẽ quay lại cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, hoặc là sau quá trình anh em mình hoàn thiện xong anh em mình sẽ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Đó, đây thì thấy được cái nguyên liệu ốc đẹp, chất lượng cao thì nó luôn mang lại một cái vẻ gọi là sang trọng. Thì đây là quá trình mà sau khi anh em mình đã làm và cắt khảm xong và gắn sơn nam trên bề mặt gỗ, thì hôm nay Đồ Gỗ Đô Tĩnh sẽ quay lại cho mọi người để cùng trải nghiệm cái công đoạn này nhé. Đây là vách tiền mọi người ạ. Mình phải vào những cái vách tiền để mọi người nhìn thấy. Nói qua về cái phần đục này, mọi người thì thấy con rơi, con sóc, nhỏ sóc này đục những cái lá nho rất là đẹp. Đó, và đây là cái phần chân. Đó. Sau khi quá trình hoàn thiện xong thì mọi người sẽ hình dung rõ hơn. Anh em mình sẽ tiếp tục nắp lên để cho mọi người cùng trải nghiệm. Đó. Đây mọi người này, rất kỹ mọi người nhé. Đấy. Cái chỗ nào mà còn ấy lại là, ví dụ như chỗ này là tí anh em mình cũng phải xỉa. Đấy. Cũng phải trà và xỉa này. Đấy, mọi người nhìn thấy những cái nguyên liệu ốc đẹp anh em mình làm vào, nó khiến cho chiếc sập trở nên giá trị hơn và sang trọng hơn rất nhiều không? Những nguyên liệu ốc đẳng cấp đỏ nửa vàng chanh như thế này làm nên một cái siêu phẩm này chắc chắn là sẽ để đời và chắc chắn là sẽ làm hài lòng khách hàng mọi người nhé. Và điều quan trọng nhất là khi mà làm cho khách hàng những sản phẩm tâm huyết như này thì khách hàng sẽ nhớ đến anh em mình và luôn lúc nào cũng tôn trọng và gọi là sự kết nối, luôn lúc nào cũng tôn trọng và đi lại với nhau. Thì anh em mình sẽ phấn đấu những cái điều như vậy, làm cho khách cũng giống như kiểu là làm cho mình. Đó, làm những cái sản phẩm này cũng giống như làm cho mình. Thực sự là để mà làm những cái sản phẩm tâm huyết như thế này thì anh em mình nhiều lúc nghĩ lại thì rất là tiếc vì làm muốn gọi là làm những cái đồ đẳng cấp, những cái đồ tâm huyết để mình được sử dụng, nhưng mà thực ra thì những cái đồ đẹp thì anh em mình không giao lưu, không đến tay khách hàng thì nó sẽ không thể thể hiện được ra cho nhiều người biết mọi người ạ. Thì những cái đồ này phải được kê đến những cái khách hàng đó. Có những món đồ sau nhiều năm thì anh em mình mua lại cho khách hàng và khách hàng cũng được gọi là tăng lên cái giá trị của cái sản phẩm rất là nhiều mọi người ạ. Có những cái sản phẩm tăng lên cả vài ba người đó. Sau 10 năm đấy thì những cái đồ kỹ thuật cao thì nó luôn tồn tại những cái giá trị. Đây là tí nữa thì anh em mình sau khi mài phải để gọi là khi mà mình mài từng cái một thì anh em mình phải để ý rất kỹ và làm rất kỹ mọi người nhá, không có sơn nó bám lại, và khi mà anh em mình hoàn thiện thì những cái lớp vernis nó phủ lên thì nó sẽ nhìn những cái ví dụ mà như thế này mà nó phủ lên này thì nhìn nó sẽ rất là xấu mọi người ạ. Đấy, thì anh em mình phải cậy hết nó đi để cho cái màu ốc nó được sáng và nổi lên. Đó. Đấy, thì thấy không, hình dung không? Nguyên vào này, sờ mát tay luôn mọi người ạ. Khi mà anh em mình mài này sờ nó mượt phẳng, mặc dù cái độ cong này nhá, nhưng mà anh em mình với những cái kinh nghiệm và với những cái bàn tay khéo léo thì anh em mình làm sao mà khi mà sờ lên phẳng như một tấm gương như này, sờ nó mát tay luôn. Đấy,
Khi mà anh em mình chưa mài thì ốc nó đã vàng chanh đỏ lửa như thế này nhá. Bây giờ anh em mình sẽ mài để cho mọi người nhìn thấy nhá. Đấy. Nó sạch bao nhiêu thì nó sẽ nộ ra mấy nhiêu và nó đẹp bấy nhiêu. Đấy. Mọi người thì hình dung ra là những cái lớp sơn nam này, nó những cái gì mà càng khô nâu ấy mà nó chai lại thì nó càng tốt mọi người ạ. Còn cái gì mà nhanh ấy, ví dụ như keo chết ấy, thì nó chỉ được một thời gian, hay là những cái phần gọi là gắn cốn ấy, thì nó cũng chỉ được một thời gian mọi người ạ. Bởi vì là cái lớp sơn nam này nó có nó gần như kiểu là một cái gioăng cao su ở những cái anh em mình dạng trấn đấy, thì nó cũng giống như gỗ này. Khi mà gỗ này nó có sự tác động thì tự nhiên, kể cả các gỗ cũ cả trăm năm nhá, thì đều có sự tác động và đều có độ thở, độ co ngót nhất định. Chỉ có điều là gỗ cũ thì nó sẽ ít co ngót hơn. Thì cái sơn nam này khi mà gắn xuống gỗ và giữ lại cái ốc này, nó gần như là một cái lớp giặc trấn, nó đàn hồi mọi người ạ. Nó đàn hồi, vì thế là sử dụng sơn nam là tốt nhất cho đường đồ khảm nhá. Và trong cái sơn nam thì cũng có rất là nhiều loại mọi người ạ. Rất là nhiều loại sơn nam khác nhau. Và anh em mình thì thường là sử dụng những cái loại sơn nam nguyên chất. Sơn nam nguyên chất là giá trị cao nhất để làm cho cái đồ gỗ này nhá, để gọi là tránh cái tình trạng hy hữu xảy ra, ví dụ như là bong này đấy, đồ khảm. Thì nếu mà anh em mình làm không đúng kỹ thuật, không đúng tiêu chuẩn thì sẽ vô cùng là xảy ra những cái tình trạng không tốt mọi người nhá, ví dụ như là bong chóc chẳng hạn đó. Và nhất là cái gỗ mà nó mới vừa xảy ra mà làm khảm luôn thì 100% là sẽ bong hết mọi người nhá, bong hết đấy. Chính vì thế là làm đồ bằng gỗ mới thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều mọi người ạ. Và gỗ cũ này thì đắt gấp đôi gấp ba lần mọi người nhá. Và những cái gỗ riêng bản thân cái sập này thì là gỗ được hơn chục năm và đục cách đây khoảng 5-6 năm rồi mọi người ạ. Đấy. Đấy mọi người thấy hình dung trước và sau. Đấy, mọi người sẽ xem cái hình ảnh nhé, trước và sau. Đấy. Đấy thì như vậy thì đã quay cho mọi người xem cái công đoạn mà anh em mình làm cái sập khảm ba bông này cho khách khảm khảm điểm, đó là khảm điểm cánh hồng và điệp điểu. Đấy. Thì anh em mình xin được kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Lát nữa thì anh em mình sẽ cho vào nhấn tỉa mọi người ạ. Tỉa tách gọi là niết. Đấy, anh em mình sẽ tạo hình ví dụ như là những cái đường gân như thế này, những cái lá này là những cái hoa sẽ cũng tỉa những cái đường là hoa để cho nó chi tiết thôi. Thì lát nữa thì anh em mình sẽ quay cho mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.